thời kỳ hồi phục
thì ra tồn tại khoảng tầm 6 ngày sau khi phát ban, thì sau đó sẽ biến mất cho cái thứ tự và để lại các dấu. Cái vết rằn trên da gọi là cái vết rằn da hộ. Cái vết rằn này sẽ tự nhận hoàn dần 7 đến 10 ngày. Và khi đến tới thời kỳ hồi phục thì dấu hiệu tổn thương cũng sẽ khá hơn. Ngoài ra cũng có các thể lâm sàng đặc biệt, thể nhẹ, nhẹ thì sẽ có sốt hoặc là sốt nhẹ. Không sốt hoặc sốt nhẹ thì nước mũi ít, đau hoặc thưa, lạnh nhanh. Thường ở những trẻ là tiết ngừa hoặc là những trẻ dưới 6 tháng tuổi, tức là còn có thể không bị truyền qua. Còn thể nặng thì thấy các dấu hiệu cấp tính xuất hiện nhanh chóng ra ngoài giờ, như sốt cao, cái đó là cái giác sinh chịu. Trước khi giải bóng cường thì thường gặp những trẻ sẽ diễn như vậy là sẽ bị tổn thương huyết. Tạo lâm sàng là có con mất máu, chúng ta sẽ có thể thường là sẽ có nhu cầu giảm, có nhu cầu giảm, nếu như nhu cầu tiêu tăng thì cần phải tiêu diệt nhiễm trùng. Cái nhài mũi ở giai đoạn viêm long thì sẽ thấy được kết là khổng lồ đen hơn. Nếu sang chẩn đoán thường lấy máu ở tình hình thứ ba của bệnh, nó có thể phát hiện được IgE, và cái IgE thì có thể tăng cao phải sau ba lần trong 10 ngày. Ở đây có thể có mặt suy nghĩ ở hồng hậu, máu ở nước tiểu và nước cháy, nhưng mà thấy cũng khác một cái là đáng chú ý. Biến chứng thì khi đó biến chứng là thường gặp nhất đó là viêm phổi, thì thường là do suy sởi hay là hoặc là do bội nhiễm với các trùng, các trùng vi trùng gây viêm phổi ung thư quản thường xảy ra trên những cái cơ địa suy dinh dưỡng hoặc miễn dịch kém. Mình xin lỗi là nó bị lỗi không ạ. Với cái lâm sàng của viêm phổi thường là sau khi sốt cao, sau khi đã phát ban ra tổn thương mà vẫn còn sốt cao và phổi thì có ra mình có thể có suy hô hấp. Và mình còn phải lưu ý cho những cái bệnh nhân mà nó đang tiền tàng thì nó có cái con sẩn này nó có thể thành phần khác đang tiền tàng đó. Cái biến chứng thứ hai đó là viêm tai giữa, sẽ có trẻ sẽ quấy khóc và sẽ lại đau xương tai, chảy mũi tai. Cái viêm thanh quản với các gấp ho khan, khàn giọng. Cái biến chứng khá là nguy hiểm nhưng mà may mắn là khá là hiếm gặp, đó là viêm não. Có thể có sốt cao, nhức đầu, co cứng cổ, cơ mơ, co giật và có thể đặt dẫn đến tử vong, hoặc là nếu như không tử vong thì sẽ để lại những cái di chứng thần kinh khá là nặng nề và có thể những di chứng bệnh viện. Ngoài ra còn có các biến chứng là gan tổn hệ, viêm ruột cái dài, cái giác mạc. Cái lít giác mạc này là do thiếu vitamin E và điều trị chúng ta cần phải bổ sung vitamin E cho trẻ, suy dinh dưỡng. Và chẳng đó thì chúng ta sẽ dựa vào dịch tễ học, lâm sàng và cũng như là tổng lâm sàng. Về dịch tễ học thì cái yếu tố như giúp về ý đó bệnh đó là lứa tuổi. Lứa tuổi thì thường như lúc này đây được gọi là từ 2 đến 6 tuổi. Có đang xảy ra dịch hay không, bệnh nhân nó có tiếp xúc với bệnh nhân sở khác hay không. Các yếu tố lâm sàng là ở tiết niệm độc, ở chứng viêm xuất tiết như chảy nước mũi, nước mắt. Giai đoạn sớm thì chúng ta có thể tìm cái giấc mất lít. Những giai đoạn còn khá là hồi phục thì chúng ta có thể thấy được cái ban với cái đối tượng học rất là điển hình, như là giai đoạn hồi phục có thể thấy được cái rất là giai hổ. Và yếu tố tổn lâm sàng thì có thể dựa vào phân loại cái đối tượng máu mũi họng, những cái bạn khổng lồ ở dịch tiết mũi họng, cái thanh chẩn đoán. Nhưng mà trên thực tế thì cái xét nghiệm này khá khó áp dụng mà chủ yếu là dựa vào lâm sàng và dịch tễ học. Chẩn đoán thì cũng còn chẩn đoán phân biệt với một đó là cái bệnh rubella thì nó cũng có sốt, cũng có viêm long, cũng có các ban, nhưng mà cái ban đó mọc thì sẽ không có những cái thứ tự như bệnh sởi, cũng không quay vô bóng lý, thường không có hạch cổ. Có những cái các ban như siêu vi khác thì cũng sẽ không có giống bóng lít, cũng không có mọc. Cái ban nó cũng sẽ không có chuyển những cái thứ tự như mạng mình đã trình bày của bệnh sởi. Vì những cái ban là dị ứng thì sẽ xuất hiện sau khi mình tiếp xúc với những cái nguyên như là sau ăn uống hay dùng thuốc. Về điều trị phối hợp hiện đại thì các nguyên tắc đó là không có điều thuốc điều sởi, không có thuốc điều trị đặc hiệu, mà thường sẽ là điều trị triệu chứng và điều trị ngăn đỡ. Nhưng người bệnh thì còn có thể được cách ly mà còn phải phát hiện như là điều trị sớm của biến chứng. Và điều trị cụ thể thì về hạ sốt, các phương pháp vật lý như là đau ấm, chùm mát,
có thể sử dụng thuốc hạ sốt là paracetamol, tức liều từ 10 đến 15 mg đặc biệt từ 4 đến 6 giờ. Có thể nhiễm ho, lâm đề, phải vệ sinh da mắt, răng miệng. Để tránh cái biến chứng lý giác mạc thì chúng ta cần phải bổ sung vitamin A. Cũng còn phải nâng đỡ dinh dưỡng để tránh cái sự suy dinh dưỡng sau khi bệnh. Nếu như mà có cái biến chứng viêm phổi thì còn có thể có cái kháng sinh thích hợp. Chúng ta có thể phải dựa vào lâm sàng cũng như là y khoa để sử dụng chọn cái kháng sinh phù hợp với bệnh. Kháng sinh thường là nhóm tetracycline, nhóm cephalosporin có thể ra. Trường hợp nếu như có xảy ra viêm não thì còn cắn co giật bằng thanh thần, cắn buồng não, xoay trở cổ, khổ lưng, dinh dưỡng đầy đủ và vệ sinh. Còn theo dõi khả năng mắc lao. Trên tư địa suy giảm miễn dịch thì còn thích là German Globulin với cái liều là 40mg đồng ký trong 6 ngày sau khi bị nhiễm về tại miễn dịch cộng đồng. Và bây giờ thì có cái vaccine là nhất ngừa thì đối với trẻ thì nhất ngừa 2 mũi và tháng 9 là tháng 18. Sau đây mình sẽ trình bày sỏi theo y học cổ truyền. Biểu hiện lâm sàng đó là phát ban, phát nhiệt, ma chẩn và gọi là sao chẩn ma sa, là chỉ một bệnh có thể lây nhiễm theo đường hô hấp rất mạnh hay các bệnh về mùa đông và mùa xuân ở tuổi trẻ em từ 1 đến 5 tuổi. Biểu hiện lâm sàng của sỏi thuộc phạm vi mô tả là chứng phát nhiệt, phát ban. Bệnh nghĩa của ban là mảng nhỏ không nổi cao hơn gan, sợ không cứu thai, chẩn thì gì du lịch, đụng may màu đỏ, đang vỡ thành từng chấm nhỏ thuộc nổi cao hơn gan. Cơ chế theo y học cổ truyền đó là đầu tiên là bà đồng phạm phế vệ xuất với các triệu chứng như là sốt cao, tắc mũi hoặc giải mũi khá nấu. Sau 3 đến 4 ngày bà đồng chuyển vào khí phạm cơ thể tiếp tục sốt cao hoặc truyền nhiệt, tạp khí, dịch độc thẩm vào nhanh huyết gây tổn thương thanh lạc, xuất huyết và trào ra cơn mu phát ban. Tiếp đến là sau khi sỏi còn hết và biến dần các nốt xuất huyết khoảng 5 đến 7 ngày, sỏi tan hết, các triệu chứng cũng hết dần là sỏi thượng. Nếu sức đề kháng cơ thể yếu hoặc là độc quá mạnh, hoặc do điều trị không thích hợp, sỏi độc tố. Độc tố sỏi nhiễm vào trong tạng gây nên chứng sỏi thịt đó. Đó là những biến nguy hiểm dễ gây tử vong. Bình cảnh lâm sàng theo y học cổ truyền thì cũng chia làm 3 thời kỳ, đó là thời kỳ khởi phát, thời kỳ sỏi mọc và thời kỳ sỏi tai. Thời kỳ khởi phát thì có các triệu chứng như là tâm thần mệt mỏi, ho, sốt, giảm nước mũi, mặt đỏ, buồn nề nghi mắt. Có thể thấy các ca nhiễm màu trắng ở niêm mạc miệng, màu đỏ, rêu lưỡi trắng hoặc vàng ống. Thời kỳ sỏi mọc thì có sốt tăng cao, quyền táo, hoặc điên, ho, cơ liên tục, vị trí gan chẳng còn thầy. Có thể thấy là mặt sau tai, mặt, gò má, thái dương, sắc, gan hồng, mặt đỏ tươi là tốt. Khoảng 2-3 ngày, sỏi mọc từ trên xuống dưới, từ nửa thân ra đầu thân. Thời kỳ sỏi tai là sau 3 ngày sỏi mọc, tan chảy mờ dần và sốt giảm. Thì tiếp theo là điều trị bằng y học cổ truyền. Ở thời kỳ khởi phát thì mình sẽ dùng các trị đó là giải cơn thấu biểu. Bài thuốc đó là tham ma các tham thang. Với các vị như là tham ma, sức thường, các trăng, thanh thảo, thăng. Thời kỳ sở nọc thì mình dùng các là thanh nhiệt giải độc, dùng bài thuốc đó là ma hạnh cam thang với các vị như là ma hoàng, hạnh cao, hạnh nhân, cam thảo. Ma hoàng thì mình dùng để thay tấu lý, ra mồ hôi, lợi tiểu tiện và chuyện khác. Hạnh cao là thanh nhiệt giáng hỏa, trường quyền giải khát. Hạnh nhân là thông khế, bệnh sĩ, bệnh tràn, thông tiện. Cam thảo là bổ trung khí, điều hòa các vị thuốc. Thời kỳ sởi tai thì mình lại dùng các trị đó là dưỡng âm thanh nhiệt với bài thuốc là đạo lạc sáng với các trị như hoàng kỳ, da mặt kỳ, mặt môn, lô căng, địa cốt kỳ, sa sâm. Hàng cần thì hàng cần là trị chứng thanh nhiệt, có tác dụng là thanh nhiệt cao cấp. Đang mặt kỳ là thanh tâm thường quyền, dưỡng âm, dưỡng khế sinh tân. Mặt môn là hạ sốt, dưỡng khế sinh tân. Lô căng là thanh nhiệt sinh tân, lợi nhiều chỉ khác. Địa cốt kỳ là thanh khế nhiệt chỉ khái. Sa sâm là thanh khế nhiệt sinh tân, dưỡng táo. Cuối cùng đó là mình để phòng bệnh sởi thì mình có thể là tạo miễn dịch thụ động ở các cơ địa suy giảm miễn dịch như là trẻ bị
đi quê hay là suy giảm miễn dịch tế bào, những ngày đang phát trị thì mình giúp gamma globin 40mg đặc ký tới đi bắt trong vòng 6 ngày sau khi phơi nhiễm. Tạo miễn dịch chủ động thì mình có thể là giúp ngừa hai mũi cho trẻ ở lên bị nữ là nhắc đời sau hơn 18 tháng. Thuốc chủng ngừa là làm bằng siêu vi sống giảm độc lực, liều là 0.5 ml khi dưới da, tác dụng bảo vệ cao, kéo dài ít nhất 5 năm, độ an toàn cao và ít tác dụng phụ. Đáng dùng ở phụ nữ có thai, trẻ dùng thuốc giảm miễn dịch, trẻ bị ung thư và các tính động thân và trẻ nhiễm HIV. Bài thuyết trình của đầu năm về sở hôm nay cũng là hết. Làm xong chưa? Cái gì? Đây cái gì? Cái gì này? Bảo giá. Tôi làm xong rồi kiếp rồi anh Túc vô sửa gì đúng không? Không, làm xong rồi từ tối đi anh. Chứ sửa gì nữa. Ủa, vô chỉnh sửa cho nó màu mè quá lẹ hả? Chung nói vậy được rồi. Thôi đi, những cái tên nữa cho anh. Ủa nó tổ trưởng mà, nói nghe tên chứ. Làm gì? Các em có cái ý kiến gì hoặc là cái câu hỏi gì không? Khi cô trả bài. Không. Chắc có một tôi trình làm không sửa. Không sửa được bài sai. Hôm qua đưa cho tôi coi thấy không còn gì được vậy. Nhưng mà bây giờ về nhà không có đem lát. Giờ về cũng chi. Không có đem lát. Giờ đi ra là về luôn. Buổi chiều. Đó, về đi. Cũng đi hay là về luôn. Rồi, đây có ý kiến gì có câu hỏi gì cho mình không? Câu hỏi mình không? Thứ tư thì sao? Rồi, hết rồi, tại vì bạn nói quá. Thay cái cuộc riêng vậy đó thì tụi em sau khi nghe khoảng chừng nãy giờ là khoảng 15 phút á, thì các em nắm được cái gì ở trong một cái riêng mình cảm ra. Sau như vậy thì vào cho mình nghe trong 15 phút. Rồi, 29 đi 2018. Mình sợ ha. Thì mình thấy cái chính nghe cái mùi thơm. Cho nói là mình phải lắng nghe nên đương nhiên mình sẽ hấp thu cái hàng ngày 100%. Có thể hấp thu khoảng 30%, 50% đúng không? Hấp thu cái gì? À, những cái bài sở này giữ vào một cái mục tiêu. Thứ nhất là trình bày những cái dịch tễ và nguyên nhân của bệnh sởi. Bây giờ các bạn, cái mục tiêu là các bạn sau khi 15 phút mình nghe có thể nắm được không? Dạ, cái nó cúp đó. Tuy nhiên không cần phải cho cái trang thôi, cần câu hình chữ cho nó rồi. Thôi tôi sao mở đi. Tôi không mở. Tôi bớt sao. Rồi các bạn nào đã đứng cái mục tiêu, đạt được cái mục tiêu này chưa? Rồi mục tiêu thứ hai, trình bày lâm sàng và phần lâm sàng của bệnh sởi, chắc dễ hơn đúng không? Thì mục tiêu này đạt được chưa? Có ai chưa đạt được cái tay bao lâu? Giờ hỏi đạt được thì chắc là có đứa thích dơ, có đứa không thích dơ, giờ nói đứa nào không cạnh thì chắc không phải đứa không bao giờ đó. Đúng không? Vậy là không tất cả đều nắm được cái phần lâm sàng và lâm sàng bị sỏi đúng không? Đúng không? Rồi phần thứ ba, biến chứng bệnh sỏi. Biến chứng sỏi này nắm được không? Có cần nắm cụ thể, nắm được tổng quát thôi. Hôm bữa cái bài thầy Cương nó mua đó, nó nói rõ qua một xíu rồi đúng không? Nó cho các bạn nắm được cái dàn lý của tất cả những cực kỳ rồi. Thì giờ bệnh sỏi những biến chứng của nó, các bạn nắm được không? Nó cũng sẽ đa số giống tất cả các bệnh điều khác. Bây giờ các bạn nói đi, bệnh nghĩ bệnh sởi. Bệnh sởi là bệnh sao? Thứ nhất đó là mình nói cái gì mình nghĩ, mình nói là về nó là một bệnh như thế nào, thì cái đặc tính là đặc tính đúng không? Và đặc trưng của nó như thế nào, tính chất của nó như thế nào, nó có lây lan như thế nào hay không, và phòng ngừa như thế nào. Đó là cái mình nói cái tổng quát chung của mình, nó có thể nói được phòng ngừa được sởi rồi. Nhân là cho gì, sự nguy hiểm gây ra, đúng không? Bệnh này có tính là diễn tiến nhanh,
lây lan, có thể gây thành dịch, đúng không? Dễ lây lan là gì? Cái gì đặc trưng của bệnh này là gì? Phát ban. Nhắm mắt cái bụng cả các bệnh gì cũng như nói cho cô con là sốt. Sốt phát ban. Sốt đúng không? Sốt. Bệnh cấp tính là do suy ra sốt được, nó sốt gì nữa? Viêm lông, số bị viêm lông ở các đường như là đường gì? Hô hấp. Hô hấp. Mắt, đường hô hấp và tiêu hóa. Đúng không? Là cái gì nữa? Triệu chứng gì nữa? Phát ban ngoài da. Ngoài da. Đúng chưa? Dạ. Đó. Và nó thì đây là một cái bệnh lây lan, dễ lây lan. Thành dịch nhưng mà nó có gì? Có thể phòng ngừa. Có thể phòng ngừa được. Nếu mà chúng ta có một cái phòng ngừa đúng không? Phòng ngừa bằng cách đó là tiêm chủng. Tiêm ngừa vaccine đúng không? Và khi mà người bị bệnh thì phòng ngừa bằng cách đó là cách ly, tránh lây lan. Đúng chưa? Coi như là xong cái phòng ngừa kỹ rồi. Tuy nhiên là nói là câu chủ cho nói là được, nhưng mà mình nắm tổng quát thành phải nói được như vậy. Được chưa ạ? Rồi ha. Rồi, thì bây giờ dịch thể. Các bạn nhớ cái phần nghĩ cái phần dịch thể. Đúng chưa? Trường phái tôn giáo rồi ha, thì người ta chống vaccine, và ở một số nước châu Âu có cái trường phái đó rất là nhiều, còn
có một cái năm thì con nhất định năm nào có tỷ lệ bùng phát dịch do sỏi rất rất nhiều, mà trong cái thời thế kỷ 21 đó nha, chứ không phải là ngày xưa đâu ha. Thì cho nên đó là cái này mình là bác sĩ, mình là nhân viên y tế, cái việc thì mình cũng phải thường phải nắm cái tâm lý để làm cái gì. Tất nhiên mà bác sĩ không có gì mình không có làm theo cái việc mà cũng tiêm chủng cho người ta rồi, nhưng mà mình cần cái gì tư vấn cái khâu mà trong tất cả cái phương pháp điều trị bệnh đó, cái phương pháp mà tư vấn điều trị và hướng dẫn người ta phòng ngừa, người ta bảo vệ mình đó, nó chiếm quan trọng hơn. Được chưa? Còn khi mà đã bệnh rồi thì mình biết với chúng chuyên khoa là mình chỉ biết, nhưng mà mình không có đặt được khả năng mình điều trị thôi. Nhưng mà cái vấn đề là tư vấn để thuyết phục người ta chấp nhận cái phương pháp đó hoặc là điều trị thì nó rất là quan trọng. Nhưng mà các bạn nhớ là không có ép buộc nha, ngày hôm nay là không có ép buộc mà phải đưa ra để cho người ta lựa chọn, thuyết phục làm sao để người ta cảm thấy là hợp lý để người ta lựa chọn ha. Rồi nguồn lây tất nhiên đó là được ở người bệnh rồi ha. Và thường đó là thời kỳ ủ bệnh thì phải nói cho cái phần nhìn là các bạn đó là chính xác, nhưng mà cái phần mà lây nhiều nhất trong cái ở giai đoạn nào, ở giai đoạn khác chưa, đây là phương pháp là giai đoạn mà bắt đầu xuất hiện những triệu chứng covid long đó, các cái gì vậy và nó cái khả năng lây của nó có thể xuất hiện sớm giai đoạn nào, bài khác là phần mắc lây nó rồi những cái bệnh cái bệnh lây. Nên các bạn nắm mình thời gian nó bay, mình có thể làm sao mình biết được cái cách khi nào khoảng thời gian nào mình phòng ngừa cách tiên phòng chống xuất xuất huyết đó nha. Cơ bản này thì bạn nên bạn rõ hết rồi, phải nắm là rồi trong cái thuyết đó thì mình thấy là trẻ trên 10 tuổi vừa có cái nguyên tiên biệt và miễn dịch, còn trẻ dưới 6 tháng tuổi thì rất mắc thì có các thể từ bệnh truyền qua là đúng, đúng không? Tại vì lớn nó cũng giống nhau mà đúng không? Tại vì các bạn nghe thì bạn rất thương hại rồi, cái sở cái người bạn được là chứng chính thì khi đó nó có kết thể rồi thì sao nó ít chắc mình, trừ khi những trẻ không biết rồi mình không nói ha. Còn những đứa trẻ mà dưới 6 tháng thì nó có kết thể từ bệnh truyền qua rồi, nhưng mà nếu như mà không có khả năng mắc bệnh sởi nó ít, nhưng mà nếu mà tiếp xúc với một đứa trẻ nào đó là bệnh sởi cái kháng thể của nó giảm, nó không có đủ mạnh đó, thì nó vẫn có khả năng bị sởi, nhưng mà cái mức độ nó sẽ nhẹ hơn, được chưa? Cái bệnh nó nhẹ hơn chứ không có phải là nó tiêu cực, tại vì nó vẫn còn kháng thể từ bạn truyền qua ha. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn đi được tiệm nhiệt đới rồi, các bạn vẫn thấy trường hợp người lớn mắc bệnh sởi rất nhiều, đúng chưa? Người lớn các bạn trẻ em mình tặng bài mình thấy là đa số ở trẻ em đúng là như vậy, nhưng mà ngày hôm nay trẻ em người lớn mắc bệnh sởi rất nhiều. Nhưng mà ví dụ như người lớn mắc bệnh sởi thì nó vẫn có xảy ra những cái biến chứng, những cái nguy cơ, nhưng mà cái nguy cơ biến chứng nặng của bệnh sởi ở người lớn sẽ nhẹ hơn ở trẻ em. Em nhớ điều đó ha. Được chưa? Chứ không phải là mình nói sở là gặp ở trẻ em không. Cái mốt chắc chắn là những người xưa người ta sẽ nghĩ là sở là gặp ở trẻ em không thôi. Đúng không? Chắc là người ta biết ha. Rồi. Rồi. Sở nó có đặc trưng là kiểu bệnh là giống nhau rồi đó. Nhắm mắt nhắm mũi mình chỉ nhớ được cái thời kỳ ủ bệnh trung bình của từng cái loại suy tim sỏi là nó khoảng thời gian nào thôi, nhưng mà nó cũng không có cụ thể khác nhau lắm đâu ha, nó cũng chỉ khoảng từ khoảng từ một tuần đến hai tuần trở lại thôi, được chưa? Nhưng mà thời kỳ khởi phát đó là các bạn nhớ là đây là cái thời kỳ dễ lây lan nhất, là có biểu hiện như là nãy giờ cô nói đó, như có thể sốt, như có thể mệt mỏi, như có thể chán ăn, như có thể có những cái triệu chứng của rối loạn, như có những dấu hiệu viêm lông, của rối loạn tiêu hóa, nói chung là sỏi là có tiêu hóa rồi ha. Nhớ gì đó, khi mà sốt thì đương nhiên sao người ta sẽ sao, một người ta sẽ chán ăn, sẽ đau nhức vùng mẩy, đau nhức các cơ xương khớp, đúng không? Nhức các khớp ha. Rồi và nhưng mà cái đặc trưng của bệnh sỏi là nó xuất hiện ở thời kỳ khởi phát là rất phức tích. Các bạn nhớ rất phức tích đó là nó xuất hiện ở đâu? Cho nên đó là và tất cả các em nhớ là khi mà
cha mẹ đây hoặc là bản thân mình đi, khi mà mình sốt nó có 1-2 ngày mình có đi khám định kỳ không? Không, đa số là không. Cái thực ba bốn ngày cái uống thuốc rồi thường nó là cho người uống thuốc hạ sốt tự lau mát đúng không? Ví dụ như người ta có kiến thức, người ta cho uống thuốc hạ sốt thôi, rồi hướng dẫn người ta sẽ chăm sóc con cách lau mát, nhưng người ta chưa có cho đi khám định kỳ. Khi mà xác định nó là bắt đầu xuất hiện hoặc là sốt cao đến thì cũng đỡ, hoặc là nó phát ban vàng không rồi cho nên những người trẻ đi khám thì lúc đó các em có định chế được thuốc kích thích đúng không? Không, không thấy rất là khó để phát hiện ra đó. Cho nên nó là khi mà nó không có phát ban vàng hơn mà sốt cao đến thì chưa chắc phải là bệnh sởi đúng không ạ? À, cho nên nó là phải để ý kỹ, nó có rất là nhiều nguyên nhân, mình chỉ có một số những nguyên nhân có thể dẫn đến bệnh mà nó gây ra sốt như vậy. À, kể cả tình trạng nhiễm trùng cũng không phải là do sinh vi không. Cái nhớ việc đó ha. Rồi, mặc dù rất là đặc trưng nhưng mà do cái tình trạng đó là những trẻ đi khám trở cho nên mình không có phát hiện cái triệu chứng này. Chưa? Rồi. Viêm lông. Biểu hiện của viêm lông thì là viêm lông ở đâu? Ở đường hô hấp. Thì hô hấp là có những triệu chứng gì? Ho. Có thể ho khan đúng không? Ho khan hoặc là ho đại trắng, trắng trong thôi. Để gì nữa? Có thể đau hầu họng, có thể chảy mắt, chảy sinh ra chảy nước mũi, đúng không? Hắt hơi, sổ mũi hung hơn thì có thể có hết. Rồi viêm lông mắt là gì? Chảy nước mắt, đỏ mắt. Chảy nước mắt, đỏ mắt là cái gì? Giờ viêm lông có đường tiêu hóa là gì? Tiêu chảy, đúng không? Thì ba cái này. Nếu mà cái mức độ nó trầm trọng thì các em sẽ thấy được cái gì. Ví dụ như ở mắt mà cái tình trạng mà viêm kết mạc mắt nó lâu dài, nó kéo dài, nó tổn thương nặng thì nó có nguy cơ gì? Nó có nguy cơ lét kết mạc, đúng chưa? Mà lét kết mạc có nguy cơ mù không? Có. Rồi còn ví dụ như tình trạng nó được hô hấp mà ở mức độ nhẹ trong 6 độ nặng có nguy cơ là nó gây ra viêm phổi, tình trạng viêm hô hấp nó gây ra siêu hô hấp cũng có thể có, đúng chưa? Mình phải chưa kể là tình trạng bồi nhiễm vi trùng nữa. Và ở đường tiêu hóa thì chỉ có tiêu chảy ha, thì mà nó gây ra cái gì đó, gây ra gì? Mất nước. Mất nước, mất điện giải đúng không? Mà mất nước, mất điện giải mà không có bù kịp, không có phát hiện kịp thời thì nó dễ bị sao? Dễ bị sốc. Sốc mất nước đúng không? Như là suy thận cấp đúng không? Sốc mất nước suy thận cấp là nếu mà không bù kịp thời có thể nguy cơ tử vong. Các bạn nhớ ở trong bệnh sởi bản thân những thứ nhiễm sởi thường hay gặp ở trẻ, nhưng mà đối với những đứa trẻ là trẻ là có cơ bị suy giảm suy yếu đúng không? Mặc dù những đứa chưa chích người nhưng mà những đứa trẻ mà có tính khí tốt, có sức đề kháng tốt, có cơ bị tốt, mình đang còn chuẩn rồi. Với lại cái cơ thể của đứa trẻ và cơ bị suy yếu thì sao? Cái khả năng hấp thụ của đứa trẻ cơ thể suy yếu nó sẽ nhiều hơn, đúng chưa? Các em nhớ là đặc biệt ở những đứa trẻ suy dinh dưỡng, mà cũng như đứa trẻ suy dinh dưỡng nguyên nhân thường đi gặp nhất của đứa suy dinh dưỡng ở trẻ đó là gì? Chán ăn cái kèm theo gì? Có thể cái gì? Thứ nhất là thiếu hấp thu vô, thứ hai là mất ra đúng không? Thì hay gặp ở những đứa trẻ nào? Kém. Hay suy dinh dưỡng hay gặp ở những đứa trẻ nào? Những đứa trẻ có được biểu hiện chế độ tiêu hóa gì? Có thể tiêu chảy hay gặp những đứa trẻ mà ví dụ như vệ sinh, chế độ ăn vệ sinh không, ăn thức phẩm không tốt hoặc vệ sinh gì đó, nó được gây được tiêu chảy nhất. Thì mới dẫn đến nguy cơ bị suy dinh dưỡng tăng. Mà những cái đứa trẻ mà suy dinh dưỡng có dấu hiệu suy dinh dưỡng thì cái cơ địa nó giảm không? Cái nguy cơ mắc bệnh sởi nhiều hơn. Mà khi mắc bệnh sởi thì sao? Nó lại có biến chứng gì? Nó lại có gì? Có tình trạng viêm lông đường tiêu hóa. Mà viêm lông đường tiêu hóa thì nó là sao? Nó gây ra gì? Nó gây ra tiêu chảy. Tiêu chảy lại mất nữa đúng không? Mất chất điện giải, mất tiết, mất chất, mất xung quanh qua đường tiêu hóa nữa thì nó làm sao? Làm cho tình trạng suy dinh dưỡng thì càng nặng hơn, đúng không ạ? Cho nên đó là nó giống như một cái vòng luẩn quẩn vậy đó. Cho nên đó là khi mà nuôi chăm sóc một đứa trẻ không có đơn giản, đúng không? Không có đơn giản, ví dụ phát triển bình thường sao? Và các bạn có để ý đó là cái thói đời nó tùy với những đứa trẻ và con càng khó khăn thì nó làm sao? Nó có vẻ phải mạnh hơn, mạnh mẽ hơn đúng không? Nó trẻ con càng đáng nó khỏe, dễ bệnh. Nó lớn gầy thôi. Đó, nói rồi. Nhưng mà cũng may những đứa trẻ kia đúng không? Các bạn nhớ hai điều đó, sợ là một cái vòng luẩn quẩn. Đặc biệt đó là những đứa trẻ suy dinh dưỡng, hoặc là những đứa trẻ mà có cơ địa suy giảm miễn dịch, hoặc là những đứa trẻ có cơ địa mắc, những cái số người đó, những cái gây ra, sức đề kháng nó giảm rất là
thì có nguy cơ bị sạch thì sởi hơn so với những vấn đề khác ha. Rồi xem cái gì đó ha. Rồi đây là một số điểm quan trọng thì sẽ có rồi chưa. Cổ mũi lắc thôi, không có đàn hàng tiếng rồi tiêu chảy nhớ ha. Một cái vòng lũng quẩn tiêu chảy xuyên dinh dưỡng, tiêu chảy xuyên dinh dưỡng chưa. Không có biết rồi nó qua rồi ha. Thời kỳ tàn phát, thời kỳ tàn phát của sỏi thì nó các bạn phải nhớ là nó phát ban đặc trưng theo trình tự, nhớ là theo trình tự. Trong cái phần có rất là nhiều lý thì nó phát ban, ví dụ như cái gì sỏi nè, Turella, Turella hay gọi là sỏi đất á, gì đó. Trời ơi. Hả? Sốt tinh hồng gì đó, nó còn có phát ban, nè, và một số một chút như nóc solar phát ban không có. Sốt xuất huyết đôi khi là chấm xuất huyết nó càng ngày có ban không, vậy cũng dễ bị lẫn lộn. Nhưng mà sỏi là nó có biểu hiện đặc trưng theo trình tự phát triển, cho nên nó là mốt đi lâm sàng các bạn phải biết những việc này để mình đưa vào phòng khám để mà bệnh nhân không bị lẫn lộn. Chưa, đứa trẻ phát ban nhiều khi đó là mình có một cái viêm não mô cầu sao ha, viêm não mô cầu thì nó không phải là phát ban mà nó là thường nó là xuất huyết và dạng thần kinh trung tâm, nhưng mà nó có dạng mình sẽ phân biệt thế nào là phát ban, thế nào là xuất huyết vân vân, rất là nhiều thứ. Thì bây giờ đó là phát ban, mà như thế nào mới là phát ban hả? Sao là phát ban, sao là ban, sao là xuất huyết, sao biết hả? Cắt ban nó là sao? Mình cấn vào, mình đè xuống cái vùng màu ban nó nổi thì nó sao? Nó muốn mất đi. Còn xuất huyết thì mình cấn vào nó có mất không? Không. Cho nên nhưng mà trên một cơ một bệnh có thể có vừa có xuất huyết vừa có cắt ban, mình phân biệt cho rõ. Ngang cái nào là ban, cái nào là xuất huyết. Chưa? Để mình đi lâm sàng mình phân biệt. Phân biệt bệnh này với những bệnh khác. Chứ không phải mình nghĩ mình chỉ là sở mình chặt vô sở không, nó xuất hiện bệnh khác mình không biết. Sai sót chưa? Rồi ha. Theo hiện tượng các bạn thấy không? Từ trên xuống dưới đúng không? À, có hai tay là đang hai má ở mặt, có cổ ngực bụng, ngực bụng. Thì là từ trên xuống dưới và từ trước ra sau đúng không? Bụng từ kia lưng hông. Nhớ cái chỗ đó ha. Còn ví dụ như rubella thì nó sẽ bị phát ban mà nó không có cái hiện tượng nào hết. Tất cả những bệnh khác cũng vậy. Ví dụ như là não mô cầu thì nó có phát ban mà nó có kèm theo cái xuất huyết, mà xuất huyết nó có tình trạng thần kinh trung tâm mà nó có kèm theo dấu hiệu của thần kinh. Chưa, còn đương nhiên nó là sởi lẫn nhưng có biết cái thần kinh cũng vậy vậy sao mình nói được, cho nên đó là chúng ta phải biết hết tất cả những cái trường hợp đó để chúng ta phân biệt bệnh nhớ nghe. Rồi là bữa trước có người hỏi chị cái đó cũng phân biệt đúng không, nhưng mà giờ nói luôn thế nào là ban, thế nào là dẫn xíu được quên đó sao không có ai hỏi. À, vậy thì anh nắm được chưa, anh lại có nói qua đó. Ban là sao? Thế nào là ban, thế nào là ban? Ban nó là một cái bảng hồng, ban nó nằm ở trên mặt da. Nó nổi đỏ, nó hồng đỏ, nhưng mà nó mình sờ đó, nó bằng phẳng, nó không có gồ ghề, nó không có lồ nhồ, nó không có nhô lên mặt da. Còn dẫn nó cũng là một cái bảng đỏ hồng, nhưng mà nó sờ nó gồ lên mặt da. Cái học của truyền không có phân biệt cái ban dẫn đó là xuất huyết hay là ban cái học hiện tại, nhưng mà nói chung đó là triệu chứng chung của nó, có thể là ban hoặc xuất huyết chưa ha. Rồi đây sỏi ở bệnh nhân nó sẽ rất là giống với rubella, nếu như là ban không có hỏi chữ triệu chứng lâm sàng, nhưng mà mức độ rubella thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn chưa. Thì nó cái bệnh sởi mà khi mà nó phát ban tàn phân á, nó mọc, chúng ta nó mọc sao dày đặc đúng không, dày đặc thì nó xen kẽ nhau thôi. Những cái những chỗ không phát ban thì nó sao, nó để cái vùng da bình thường, nó những cái lớp trắng là đó là vùng da bình thường chưa. Còn người lớn mà nếu mà sởi nó phát ban như vậy á ha, kèm theo thì nó thành hơn là mắt đỏ rồi bên cạnh cái mắt lông rồi. Rồi sốt dạ, giảm dần khi ban lan tràn hơn. Nếu mà nó sốt có đi con này ha, có chứng gì các bạn, chứng gì hay gặp vẫn còn sốt không, sốt cao lên sau giờ thì cô nói rồi, nếu
mà mình trong này khi mà phát ban càng hơn và bệnh như thường là đa số những bệnh nhiễm do virus đó nó ổn định thì nó sẽ sao, nó sẽ phục hồi hoàn toàn. Mình phát ban càng hơn rồi là sau cái bệnh phục hồi nó sẽ sao, số nó sẽ giảm. Nhưng mà nếu như mà số vẫn còn thì đương nhiên đó là số cao là bao giờ thì cũng có cái triệu chứng đó rồi. Nhưng mà nếu mà số vẫn còn sau cái thời kỳ mà phát ban càng hơn rồi á thì mình phải nghi ngờ biến chứng. Mà biến chứng gì hay gặp nhất? Đúng rồi, biến chứng nhiễm trùng đa số là viêm phổi, viêm phổi do vi trùng. Các bạn nhớ ha, cho nên đó là tất cả những cái này mình để cho kỹ, tại vì lỡ cho mình có việc nhiễm trùng mà điều trị không đúng thì có nguy cơ sao nhiễm trùng phổi rồi nhiễm trùng huyết không, là gây tử vong, được chưa? Chứ không phải là mình nghĩ sở vậy thôi, không sao ha. Đưa ta. Rồi, tuy nhiên đó là khi mà sốt thì kèm theo cái tình trạng viêm đó, trong cái giai đoạn sinh nó vẫn có tình trạng huyết hạch, nhưng mà lỡ như mình có nhiễm trùng nó gây ra những hạch viêm cho nhiễm trùng nó lại khác nữa. Chúng ta phải biết phân biệt chỗ này nha. Rồi sau khi hồi phục, nếu như mà không có triệu chứng, nếu mà mình không có tiến triển, không có biến chứng gì hết thì nó sẽ hồi phục hoàn toàn, thì hồi phục hết ban nó sẽ biến mất theo trình tự xuất hiện, đúng không? Ví dụ như ở vùng sau tai trước thì nó sẽ biến mất ở trình tự sau tai, từ từ nó biến mất xuống cái chân, không để lại vết hàm, vết rằn da hổ hay là vết rằn da cọp, thì các bạn biết cái chuyện vết hàm da hổ không? Thấy không? Đó là chuyện gì ạ? Hả? Chuyện gì? Yeah, không có câu chuyện gì là để lại cái này là rất nhiều câu chuyện cổ tích nó đưa ra á. À, cái phong chúng ta đây là có những nhân vật gì các bạn? Có con hổ, con hổ, anh Long Nhân và con trâu, đúng không? Sao câu chuyện đó là sao? Các bạn còn nhớ không? Với nàng đen hổ là từ cái chuyện đó ra đó. Các bạn nhớ để cho lớp nghe coi. Mà không về hỏi là biết rõ. Không sao. Còn nhớ, các bạn không có cúi thì nghe nhớ không? Để cho lớp nghe. Rồi các bạn cái vùng kìa. Ngồi xịt bên đây thì đi một sao không biết để ý á. Để cho bạn, các bạn nghe coi câu chuyện trí khôn của ta đây chúng hả? Nếu mà trí chút xíu thì mình ra chơi. Đúng hả? Đúng không? Cái biết hả? Đi chưa vô. Nó nhỏ rồi. Ổ hỏi đâu là sao? Tú. Lên kể đi. Tú kể mấy bạn nghe. Để lên. Nói. À, đầu tiên là con hổ thấy người nông dân đang chăn con trâu á, thì lúc mà nghỉ trưa thì con hổ mới lại hỏi con trâu là sao mà mày bự vậy mà mày sợ cái con người nhỏ bé kia. Rồi cái con trâu mới nói là do là con người có một cái túi khôn đó, thì cái con hổ mới lợi người nông dân là hỏi là ta muốn xem cái túi khôn của ngươi. Thấy người nông dân mới nói với con hổ là cho ngươi xem cũng được nhưng mà bây giờ ta không có đem theo. Thì người nông dân mới nói là để ta về nhà lấy. Nhưng mà về nhà thì lại sợ ngươi ăn thịt cái con trâu của ta, nên là phải cột ngươi vào cái gốc cây kia thì ta mới dám đi về. Đó thì con hổ nó tin người nông dân mà, nên là nó chấp nhận cái yêu cầu đó. Thì sau khi mà cột con hổ vô cái gốc cây rồi á, cái người nông dân mới đi về nhà. Nhưng mà sau khi quay lại thì người nông dân không có cầm cái túi khôn mà cầm một cái bó đuốc để mà đốt con hổ. Sau đó thì nó những cái sợi dây nó cháy lên thì nó sẽ để lại cái vết hằn trên da con hổ. Rồi sau đó con hổ sợ chạy vào rừng. Em chỉ nhớ có nhiều đó anh kể tóm tắt. Sao? Thì câu chuyện cổ tích nó vậy mà ai biết đâu. Sao em muốn mình chuyển động cái gì?
Dạ. Không chỉnh sửa cái gì không? Dạ không, em chỉ cho là con hổ nó chẳng là gì hết, tự nhiên tốt nó. Bây giờ không đốt đó, nếu mà không có lượng được cái đó rồi mình còn ra mình có lấy được cái nó tưởng có chiếc khô, cái chiếc khô rồi sao mình kia nó ăn được luôn không? Không dân nó đi đâu, như ở đó, đúng không? Mình đốt vô nó chết đó, con hổ nó cháy, nó cháy nó những chỗ mà nó cháy hoặc là những chỗ nó không cháy, đúng không? Nên nó là những chỗ nó cháy về lại những cái vết thâm nó thấy đó, mới gọi, cho nên mới gọi là những cái vết hàng da hổ, đúng không? Ta phải đánh giá hết da hổ, chạy còn đường nó hết cháy rồi thì nó đang nổ những cái chỗ mà bị cháy, những chỗ bị không cháy, ha. Rồi nhớ cái câu này là nhớ cái vết hàng da hổ là những cái gì tập trung của giai đoạn tái phát. Cái này là tôi có nói rồi đó, bệnh sởi nếu mà tưởng nhẹ thì cái triệu chứng nó vẫn có, nó có thể không mang, nhưng mà cái mức độ nó nhẹ là không quá ít. Thường gặp những cái người mà đã từng chích ngừa nhưng mà cái kháng thể nó giảm đi chút xíu, nó giảm đi hơn, cho nên nó đặc biệt là tiếp xúc với bệnh, một cái mức độ tiếp xúc nó gần, nó trực tiếp quá và cái bệnh nó đang mạnh mà cái cơ thể đang hơi suy giảm, có các thể siêu sởi rồi nhưng mà có thể gây bệnh nhưng mà cái mức độ nó sẽ nhẹ, chưa hoặc là có những trẻ mà nhỏ hơn 6 tháng đó còn dấu hiệu nặng, cái nặng đó là khi mà nó có biểu hiện sởi và nó có những cái biến chứng sốt vẫn cao liên tục kéo dài, chưa ha, đó cũng giống như là rối loạn tiêu chảy, những cái biến chứng sốt thấy đó là những biến chứng khi nó có biểu hiện chạy của bệnh sởi nặng thôi. Rồi chúng ta sẵn sàng. Thật ra trong những bệnh sởi hoặc là những cái bệnh truyền nhiễm do siêu vi khác á thì cận lâm sàng để mình xác định chẩn đoán chắc chắn đó là mình không gặp virus, đúng không? Kết hợp mặt biểu tiền có tế bào đặc trưng của từng bệnh lý sởi, nhưng mà những cái cận lâm sàng đó thực ra do thực tế lâm sàng thì người ta ít làm, tại vì người ta lâm sàng chứng lâm sàng cụ thể và cái việc mà hỏi bệnh nó đã giúp cho mình đi đến chẩn đoán rồi, cho nên người ta ít làm, thường ta chỉ làm khi nào khi mà cái bệnh nó khó phân biệt là thứ nhất, cái thứ hai là người ta nghiên cứu, được chưa? Nghiên cứu thì chắc chắn cái này cái dạng này là ví dụ như nghiên cứu giữa cái này hai cái trường hợp, một cái là bệnh sở, một cái là rubella. Tuy nhiên là lâm sàng nó biểu hiện rồi đó, nhưng mà bây giờ người ta muốn đưa ra một cái nghiên cứu bằng chứng cho nó rõ ràng thì khẳng định cái này thì chắc chắn là sở, thì chắc chắn là rubella thì nó mới phân biệt cái dấu hiệu khác của mình không được ra, được chưa? Còn trên thực tế trên nơi nó có biểu hiện cảm giác bệnh sở mà nếu mà nó rõ ràng rồi, người ta thích làm cái này, làm những cái cận lâm sàng bình thường, mới làm cái gì? Để làm cái gì các bạn? Hả? Cho nó gì? Cho nó nhâm, không phải đâu em, không có nhâm đâu, không phải đơn giản đâu. Người ta làm những cái cận lâm sàng ví dụ như con thức máu để làm cái gì? Biến chứng. Con thức máu cho bệnh lý và cho những cái CV thì thường đa số là cầu nó sẽ giảm, đúng không? Bạch cầu giảm, liên phô giảm, chưa? Nhưng mà nếu mà bạch cầu mà các bạn làm con nước máu ra các bạn thấy vô tình cái bạch cầu nó tăng lên trong chứng như thế, mặc dù lâm sàng thấy rõ ràng bệnh sởi thì lúc đó phải sao? Phòng ngừa biến chứng, bỏ nhiễm. Nó có thể có tình trạng bội nhiễm vi trùng, đúng chưa? Hoặc là bây giờ bệnh nhân này có phát ban, có sởi, xin lỗi có phát ban, có cái dịch nghĩ là bệnh sởi, mình nhìn thấy con nước máu bạch cầu giảm đó, mà HCT là tăng, tiểu cầu là giảm, thì lúc đó mình sợ cái gì nữa? Sốt xuất huyết ai cắm đâu, có thể cả hai bệnh kèm theo mà có thể là mình lẫn lộn của bệnh này được kia, đúng chưa? Đúng chưa? Rồi ví dụ như là bệnh sở là bệnh nhân có cái triệu chứng của đường hô hấp như ho sặc đàm, ho khan, ho sặc đàm, hoặc là bệnh nhân có những triệu chứng tích cực tại vùng khó thở thì phải làm cái gì nữa? Chụp X quang phổi chưa bắt buộc bệnh sở có triệu chứng ho mà rõ một hai ngày chưa để bị bắt buộc chụp X quang phổi rồi đó, chưa? Rồi bây giờ nhân tiêu chảy phải làm gì nữa? Tiêu chảy phải để nó thì dễ dễ đó, mình chỉ cho uống thuốc thôi. Làm gì? Tiêu chảy nguồn dịch đó là nguồn dịch, đương nhiên mình dùng cũng rất là chuyện mà dùng trong cái quá trình mà dùng thì cũng phải đi tầm soát nữa. Mình phải làm phân so để mình coi cái tiêu chảy đó nó có gì bất thường hay không, chảy nó phải là do tiêu nhiễm trùng hay không, chưa để coi có bạch cầu, có hồng cầu, có cái sinh trùng trong phân hay không, kèm theo mình làm gì nữa. Nhưng có số cũng có tiêu chảy nè thì có nguy cơ là có nước có tiêu chảy, đúng không? Để làm cái gì? Để
vậy được. Và làm việc để đồ, đi ăn đồ cũng đừng thôi, thôi có mất cái mặt hay không. Và nếu mà tình trạng sinh lý nó còn nhiều, còn kéo dài, thấy cái mức độ nó nhiều hơn, số lần nó nhiều, thì cần phải làm thêm cái việc. Và cái biểu hiện thăm khám lâm sàng ra. Đúng rồi, phải kiểm tra cái tâm học. Để coi lâm sàng mỗi ngày có số lần sinh lý của bệnh nhân như thế nào, đúng không? Coi có dấu hiệu tình trạng sinh lý của bệnh nhân, kèm theo cái tình trạng, mình phải đặt lên cái lệ sinh lý. Máu thì coi nó có lỡ nó có suy thận gì mà mình dây đầu không, không có phương pháp hỗ trợ kịp thời chứ. Nhớ ha, cái đó là những cái bệnh lâm sàng mà mình phải đạt cho bệnh sự mình có những cái dấu hiệu này. Mặc dù nó không có gợi ý cho mình chẩn đoán nhưng mà nó giúp cho mình đi tìm biến chứng thì mình có những bất thường của mình can thiệp. Cho bệnh sự có những dòng dòng sỏi rồi á, chỉ làm những bệnh sàng cái liền thôi á, thấy không? Nhưng mà đặc trưng nữa các chị phải làm cái này, được chưa? Còn ví dụ như ngày mai mình cũng nhân sở các bạn thấy là sáng hôm đó hôm qua mình cũng thường sáng đó là đường luôn các bệnh nhân thấy bệnh nhân làm đơ mơ chữ trà mà có số điện coi được đúng không, lúc đó mình phải chạy làm gì coi được gì được chọc cho điện thoại vĩ đúng không, thôi là tin rồi đúng chưa đó, thì rất tùy theo cái tình huống cái xét nghiệm đánh giá nhưng chứ không phải bắt buộc phải làm hết, tùy theo tình huống để mình làm ha. Rồi, biến chứng thì giống như các bệnh truyền nhiễm khác. Tại vì hồi nãy mình nói có qua nói qua cơ chế là siêu vi sỏi nó xâm nhập vào đường hô hấp, đúng không? Nó theo hệ thống mạch huyết vào máu đi đến tất cả các cơ quan. Đầu tiên đường là nó sẽ vào vùng mũi là hầu họng, nó đi xuống đường hô hấp, nó đi vào cái hệ thống mạch huyết đến tất cả các cơ quan, thì đến đường máu đến tất cả các cơ quan thì nó đâu có trừ những cơ quan nào. Thì có thể nếu mà nó bất thường thì cái mức độ nó trầm trọng, nó nghiêm trọng thì có thể gây ra biến chứng ở tất cả các cơ quan, đúng chưa? Mà biến chứng mình hay gặp nhất đó là viêm phổi, đúng không? Viêm phổi có thể là do bản thân siêu vi và viêm phổi có thể là do cái bộ nhiễm vi trùng ha. Bản thân siêu vi cũng gây viêm phổi chứ đừng nói là viêm phổi là mình thấy chỉ là do vi trùng kháng sinh nha, đúng chưa? Đúng không? Đó thì viêm phổi nhiễm chứng như thế này các bạn biết rồi, các cô mới dạy con chắc là số biến chứng thôi. Ví dụ trong phổi là gặp biến chứng mà lại mới đó đó, biến chứng động thần kinh như là viêm màng não, viêm não, những cái triệu giống như là rối loạn thần kinh, rối loạn tri giác, có thể những cái triệu chứng co giật, yếu liệt chi, nó vân vân, thì mình phải để ý và mình đi tầm soát, mình kiểm tra liền. Hoặc là bệnh nhân có biến chứng ở tim, có thể gây ra tim cơ tim, ha. Hoặc là bệnh nhân có biến chứng ở đường tiêu hóa như là biến chứng về suy thận do cái tình trạng tiêu chảy đó, hoặc là biến chứng ở gan có thể gây ra viêm gan, đúng không? Xem cái sạch nữa. Có tụy vân vân, biến chứng có tụy gây ra viêm. Cho nên nó là có thể gặp các biến chứng và ngoài ra nhân có cái biểu hiện như là mắt, cho nên có thể có biến chứng gì nữa, viêm lết nhắc lại, viêm lết nhắc lại mức độ nặng không có cải thiện thì nó sẽ gây ra mù, chưa? Đó thì tất cả những từ lên từ bệnh lý cũng có những biến chứng khác nhau nhưng mà nó đa số thường thường giống nhau những biến chứng về tiền đúng ha. Rồi thì chẩn đoán thì chủ yếu là những thứ dựa vào lâm sàng, dựa vào thực tế, dựa vào đường lây và đường lây thôi, đúng không? Lâm sàng cho nên đó là cái phần mà lâm dịch tễ bắt buộc mình phải hỏi nhưng biết được dịch tễ làm sao, dịch tễ đó là lúc đó có tiếp xúc được không, có nào hay không, đúng không? Thời gian tiếp xúc là như thế nào, lúc nào cụ thể như thế nào phải hỏi cho kỹ cái chuyện đó nha. Để mình thứ nhất đó là mình giữ những triệu cá vật, thứ hai là mình phòng ngừa nó còn gây lan nhiều hơn. Cái triệu chứng lâm sàng nó đặc trưng rồi đó, cái triệu chứng đặc trưng của sỏi bây giờ mình nói rồi đó. Hai, còn sỏi lâm sàng nó thì chỉ phát hiện những cái biến chứng của sỏi thôi. Còn cái triệu chứng lâm sàng đặc trưng thì chỉ phát hiện những cái sỏi thì đa số mình không có biết thức khi làm. Không phải là chúng ta không làm mà tại vì lâm sàng nó đã rõ ràng rồi. Cái này nói rồi ha. Rồi cũng sẽ bán quyền đó. Các bạn phải nhớ cái này. Là người đi lâm sàng khi mình làm bán, mình phải đưa lên cái bán dịch vụ để biết đó là cái ban đó là mình ban sỏi như thế nào, ban trong lâm la như thế nào ha, ban ở trong cái xuất huyết hồng như thế nào, ban ở trong cái đặc ban xuất huyết ở trong cái viêm não lưu hồng như thế nào, nhớ là do đi mang đồ của mình thì mình điều trị theo giống như cái bệnh viện khác thì điều trị bệnh sỏi đa số có điều trị đặc biệt các bạn. Không, chỉ là điều trị triệu chứng nè, nó mở rộng dạng nè,
phòng ngừa, theo dõi phòng, theo dõi phòng ngừa là những chứng nếu có cách ly chưa, phòng ngừa cách ly với thời gian chưa, vì điều trị triệu chứng thì có những chứng gì mà những chứng đó, tại vì những cái triệu chứng đó nó có thể theo những chứng, ví dụ như sốt cao nhiều quá có thể gây co giật, cho nên mình phải hạ sốt bằng nhiều cách, nhiều phương pháp tùy theo từng tình huống chưa. Ví dụ như mà sốt cao trên 38.5 38 độ, 38.5 mình có thể lau mát thôi, uống nhiều nước lau mát thôi, và trên 38.5 trở lên thì mình phải lau cho uống hạ sốt ha, để chưa sốt kết hợp với lau mát không, rồi lỡ bệnh nhân bằng cái men nó đổi nhiều quá, nó có thể gây ra những cái gì ngứa thì mình cho thuốc để giảm ngứa, thì những cái thuốc khác histamin như là phenylalanine ha, escitalopram, escitalopram v.v. chưa, còn ho thì mình có thể dùng thuốc giảm ho ha, có đàm thì thuốc lâu đàm, còn nếu mà nó có bộ nhiễm vi trùng thì mình dùng kháng sinh chưa. Rồi sao, ví dụ như mình cho người đi tiêu chảy nhiều, mất nước nhiều thì mình phải làm gì nữa, mình bù điện giải bằng đường uống, hoặc là nếu mà mất nước trầm trọng thì bù bằng đường truyền. Giờ cái này chắc là mình phải nắm hết rồi ha, tùy theo từng cái dấu hiệu của cái phần gan thì chứ không có gì ảnh hưởng hết chưa. Rồi không có được yên tâm, được. Đặc biệt đó là ngày xưa nói là những người khắc ban nó cửa trong nhà đúng không? Không phải gió, nó phải có cửa tránh tiếp xúc với lại gió, tránh tiếp xúc với bên ngoài. Thường ông bà của mình nói mấy đứa trẻ còn khắc ban á, nó làm sao? Nó làm sao? Nó làm sao? Cho trong phòng đóng hết cửa lại tránh gió. Mình rất đó là người ta, đang sợ là người khắc ban nó lạnh, không có phát ra hết khi nó làm cho bệnh nó không có kết đúng không, không có hồi xưa nó bị sợ tay đâu, mà có thể có thể là phần, nhưng mà đa phần lý do là để cho bệnh nó khỏi nặng hơn thôi, nhưng mà cái phương pháp đó là sai đúng không, có thể mình đi ra gió nhưng mà sai một phần đúng một phần sai, tại vì khi mình đi ra gió nhiều thì nó làm sao, nó sẽ ra cái ban nó sẽ là nó đang lúa đi ra gió nhiều, khả năng lúa nhiều hơn ha, nhưng mà mình hạn chế mình đi ra ngoài đường mặc áo dài tay, mình hạn chế ra gió chứ không ở trong nhà chứ không đóng hết cửa kính giống như người xưa người ta chỉ, người ta còn chỉ cái đồ ăn đó là những trường hợp của phát ban sốt phát ban gì đó, hay gọi là ban ngăn thủy rồi đó ha, thì người ta sẽ tiêu là cái gì chám chám chuối đúng không, cái đồ ăn ngày xưa các bạn có nghe ông bà mình chia sẻ không đó không, cái còn đỡ như cô thời gian của chị á là mình là có ha, ông bà của chị có nói cái chuyện đó phát ban rồi xung nhà mở cửa lại, áo dài tay nó là không đi ra gió, ha, giống như bà mẹ vậy đó, đúng không? Rồi ăn đó là ăn, lúc đó gia đình người ta nghĩ là ăn đau bụng là ăn tiêu chảy nè, cho nên đó là cái lượng dinh dưỡng nó không có tốt, cho nên là ăn tới đồ ăn còn nấu cho ăn là ăn cháo và chút xíu muối thôi, ha, hoặc là chút xíu gừng thôi, nhưng mà như vậy có sai không? Là sai, nó đã suy dinh dưỡng nó gây ra tiêu chảy là tiêu chảy ra mất chất thì mất chất rồi. Không có vàng niêm. Bình thường niêm không có vàng đâu, kết bạc với vàng á, bắt với vàng á. Mấy cái người mà ăn nhiều beta carotene nó lâu ngày á, nó sẽ vàng, vàng vào bàn tay, chân. Còn mắt thì không vàng. Mắt không vàng, rất là không vàng, nước tiểu có thể không vàng. Được chưa? Ha. Tôi không biết.
Mẹ thì vậy không? Không. Giống anh. Đưa cái này ha. Anh mẹ thì vậy. Mắt là chúng ta phải vệ sinh mắt bằng nước đồng tử, vệ sinh mắt bằng nước sinh lý. Rồi, cái quan trọng là bổ sung vitamin A. Bổ sung vitamin A là đường uống. Ha, thì cái liều của các bạn thấy đó, nó sống, sống cái gì? Đúng không? 50 ngàn đơn vị. 16 ngày 2 tháng 100 ngàn đơn vị. Rồi, 12 tháng là 200 ngàn đơn vị. Nhớ cái này ha. Rồi, cái này con nói rồi đúng không? À, tiếp thừa, cái tiếp nói sau đi. Tùy theo và khi mà mình đi lâm sàng, tùy theo từng tình huống bệnh nhân có những biểu hiện gì đó, mình có thể tổn thương là
tại vì bệnh này có thể có biến chứng mà. Thì mình lúc đó mình sẽ nghiên cứu và mình coi cái những cái biểu hiện của bệnh nhân như thế nào, mình coi triệu chứng lâm sàng, biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân đó. Được chưa? Đó là rồi. Tuy nhiên là ở phần vợ thì phải là cái cơ cấu biểu rồi. Được chưa? Thì cái bài thuốc này là bài gì? Ba cái căn thang. Lấy cái dung dịch của tôi có một số lạnh chắc thì con cho các bạn kiểm tra lại đâu. Thế ta làm dễ quá vậy đó.
dễ mà. Làm bánh thịt cá thì có làm được mà, dễ coi. Rồi, phòng ngừa thì hồi nãy các bạn có nói rồi, phòng ngừa thì có phòng ngừa chủ động, phòng ngừa chủ động thì phòng ngừa chủ động đó là khi mà tiếp xúc với người bị nhiễm rồi thì mình có chích cái gamma globulin, nhưng mà yêu cầu sử dụng những cái đối tượng mà tiếp xúc bằng suy giảm miễn dịch. Thì cái nguy cơ nó bị bệnh mắc bệnh nó sẽ nặng nề hơn, xuất hiện nhiều biến chứng, cho nên lúc đó mình phải đi chỉ dọn phòng ngừa liền. Ta cho những đứa trẻ mà suy dinh dưỡng là khác bệnh tính là, và những đứa trẻ mà có suy giảm miễn dịch sẵn rồi, chưa hoặc là những đứa trẻ đang bị hóa chất ung thư gì đó vân vân, ha, thì mình phải khi mà tiếp xúc thì nguy cơ mắc bệnh nó sẽ nặng, cho nên là mình dùng cái phương pháp truyền gamma globulin. Còn thường đó là mình chỉ đứa trẻ đã mạnh mình dùng mình điều trị, chứ chưa biết chưa có tiếp xúc với bệnh, chưa có gặp nguồn lây mình chích ngừa. Thì người ta khuyến cáo là mình chích ngừa vaccine sởi vào tháng thứ 9, đúng không? Mình chích các loại vào tháng thứ 18 ha. Nhưng mà hôm nay ấy, có một số cái phương pháp, ví dụ như là có một cái mũi 3 trong 1, rồi có gì sởi quay bị rubella, cái mũi đó là người ta chích vào tháng mấy? 9, tháng 12 hay bắt đầu chích quay bị chưa? Khi ta tiết mũ mà 3 trong 1 sởi quay bị rubella, mũ đó được nhiệm vụ ha, không có thành công trong chương trình tiêm chủng quốc gia, thì là tiết vào lúc tháng 12. Thì có một số các nhà lâm sàng, ví dụ như người ta không có khuyến cáo hoàn toàn, nhưng mà nếu là đứa trẻ mà nó được chăm sóc kỹ, không có nguy cơ mắc bệnh, không có tiếp xúc với môi trường mắc bệnh á, thì có thể mình chờ không có tiết liền lúc tiết khác, mình cùng mình chạy tới nguyên nhân cả 3 trong 1 nữa luôn, các được cả 3 thứ. Còn nếu mà mình chích sởi vào tháng 9 thì tháng thứ 12 mình phải chích cả cái mũi khác, mà sởi thì có được quay bị đau quay bị thôi, có mũi quay bị riêng chứ không có ha, được chưa? Nhưng mà vẫn nguy cơ, mình không có nên chích các cái người dân hoặc là bệnh nhân của mình đó là các bạn tức tháng 12 chứ người ta có biết được cái mức độ người ta chăm sóc con như thế nào, mức độ khả năng nguy cơ như thế nào, ta tới thế nào chích thế đó. Tháng 12 ta bắt đầu các bệnh sởi ta cũng được đúng không? Chưa, nó vẫn có thể có những cái tình huống mà người ta chắc chắn là vẫn có thể thực hiện những cái gì đó, nhưng mà mình không có khuyến cáo, không có hướng dẫn cho người ta tới 12 cũng tốt hơn như không cần ha. Và nhớ là khi mà chúng ta chích xong là phải nhắc lại sau 8 tháng tăng cái miễn dịch tăng sức khỏe lên, được chưa? Rồi có cái câu hỏi siêu vi sổ có đặc điểm gì, chờ các bạn làm nha. Siêu vi sản phẩm nhà ngoại trường Aston Mahan đặc điểm thôi đúng không? Sai. Aston Mahan là của con gì? Aston Mahan là 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 con gì? Nhiều gái lắm, có sử dụng FBB ở Thủ Hồ sử dụng. Nhưng không phải là sỏi, anh phải sợ là cái gì? Ba gai siêu vi rút, đúng không? Mô bi. Mô bi. Rồi. Đó, chờ. Polinisa, poli, mô bi. Polinosa, mô bi. Cái gì đó? Mô bi. Cái gì đó, cái gì đó? Thì em có nhận ra nó có cái tệ trong bệnh lý nào hả? Sợ. Sợ. Tại vì mình học bệnh sởi thôi. Không biết bạn là sai tuổi sao? Từ 2 tới 6 tuổi. Sao mẹ theo trình tự? Nào đúng rồi đó má. Thì phải đọc từng cái. Đang đọc ra. Đây. Mới học đó luôn. Cô B. B. Hai đến sáu tuổi. Viêm phổi. Viêm phổi. Viêm phổi. Giải cơ. Giải cơ. Thanh nhì, giải độc. Biểu giải. Tâm nữa. Các phải chiếu lại. Giải độc. Thanh kim ngọc. Nếu là thanh nhì kiều.
triển khai sinh hơn. Nhưng mà cái mức độ nó thân nhiệt nó nhiều hơn, thân nhiệt thả hỏa. Nên nó là cái khi mà cái giảm nhiệt nó có giảm nguy cơ, giảm nguy cơ chạy động. Tự nhiên mình muốn có thể dài, mình có thể có thể bị chạy động. Cái bài lúc đó mình áp dụng thôi. Liên kiều. Dưỡng âm là cái sợi bay. Ví dụ như bệnh nhân có những cái dấu hiệu như là viêm phổi, ho, khạc đàm gì đó nhiều hơn trong cái giai đoạn tầm phát á, mình có thể giao có bị là bệnh dưỡng nó vừa tác dụng kháng viêm cho kháng sinh. Vậy là cuối. Rồi. Trong thời kỳ này tác dụng thì nó sẽ đúng không? Trong thời kỳ hồi phục dưỡng gì? Dưỡng âm, thanh nhiệt. Chưa. Còn cái bài này các bạn cũng có thể đúng không? Chưa. 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 Bây giờ các bạn trình bày cho bị trình bày xong các bạn có câu hỏi thắc mắc có thể cứ xong học. Chưa là một người khác trình bày có thể làm đi qua. Bạn này khác tổ khác thôi. Mình nó làm rồi hả? Thôi. Không, máy tính thì không hư. Không có hư đâu con. Dạ, chỉ hư cái nội dung ở trong cái USB thôi chứ máy tính thì. Dạ không, không hư. Không. Không, không hư được. Thì cái loại này nó đâu có ăn cái tài liệu trong máy được đâu. À, chào cô và các bạn, thì hôm nay hồi 11 mình sẽ trình bày bài về phần quay ly ha. Sao để nó đứng như vậy? Người biết mục tiêu chọc nó mà. Đây là cái mặt của nhỏ thì quay ly thì nó giống như nằm một bên ha. Rồi, đầu tiên về đại phương nguyên học hiện tại thì virus này giống như virus này ha. Là nó chỉ khác cái chủng thôi. Nó đều là parasolus. Nó là một bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp trực tiếp và gây thành dịch. Rồi cái bệnh này nó cũng là thứ nhưng mà cái khả năng cao nhất mà người ta cũng chú ý tới là nó hay gây cái biến chứng là viêm tinh hoàn hoặc là viêm buồng trứng hoặc là những cái vô sinh. Rồi biểu hiện lâm sàng của cái bệnh này đó là viêm tuyến nước hoặc mang thai không hóa mủ. Thì nó khác với mấy cái bệnh khác là nó viêm nó sẽ hóa mủ. Thì có thể là tổn thương tuyến nước bọt tinh hoàn hoặc là tùy là những cái trung ương. Mình sẽ nói sơ lịch sử bệnh. Lịch sử bệnh năm 1700 thì ông Hamilton miêu tả về trường hợp viêm tinh hoàn cho quay bị. Năm 1934 thì ông Johnson và ông Goodfather đã tìm thấy virus quay bị trong tuyến nước bọt của nhà quay bị. Năm 1950 thì Ender và cộng sự đã chế thành công cái vaccine chết. Đến năm 1966 thì ông Vinat và ông Haleman đã chế thành công cái vaccine sọc cho một lần và bây giờ là mình đang xài đó mà. Tác nhân gây bệnh là thuộc nhóm parasitovirus. Giống phần trước nè, kích thước thay đổi từ 85 đến 304 nanomet, cấu tạo là ARN và được bọc ngoài là một lớp lipid và phốt pho. Cái virus này nó rất là nhạy cảm với môi trường ngoài và nhất là cái nhiệt độ cao, nên là khi gặp nhiệt độ cao thì mình dễ về xử lý cái virus quay đi. Còn khi mà ở nhiệt độ thấp thì nó tồn tại được lâu. Bề mặt nó có ba là kháng nguyên và kháng nguyên S, kháng nguyên V và kháng nguyên dị ứng. Về dịch tễ, nguồn bệnh là những người bệnh đang mắc bệnh ở tất cả các thể luôn. Đường lây trực tiếp là qua hô hấp tiếp xúc giữa người bệnh và người lành. Thời gian là lây là từ 7 ngày trước và 7 ngày sau khi mà có cái triệu chứng đầu tiên của bệnh. Triệu chứng đầu tiên của bệnh thường đó là sưng đau cái tuyến mang thai. Đặc điểm dịch tễ xảy ra quanh năm và từ thành dịch vào mùa đông xuân. Tại vì hai cái virus phổi này với cái sởi giống nhau đó, nên là cái dịch tễ cũng giống nhau. Về phần giải thích là thường xảy ra ở trẻ từ 4 đến 16 tuổi và nam nhiều hơn nữ. Và những cái người mà ai cũng có thể lưu ý cái bệnh này, nhưng mà trẻ dưới tuổi và dưới 2 tuổi và người già thì dễ bị bệnh. Vì khi mà cái người đã bị cái bệnh này rồi thì không bị nữa. Người ta không bằng người nữa mà nói chung là cái miễn dịch nó rất là bền vững, rất là tốt. Với lại cái miễn dịch của mẹ truyền cho con thì tồn tại được khoảng 1 năm sau khi mà sinh.
cơ chế bệnh sinh thì từ cái niêm mạc mũi họng thì cái virus nó xâm nhập vào rồi nó đi vào máu, xong rồi nó gây cái triệu chứng nhiễm trùng, nhiễm độc ở thời kỳ đầu, rồi sau đó là nó đi đến tuyến nước bọt mang tai, sinh dục và thần kinh đó, rồi nó phát triển rồi tạo nên những cái triệu chứng ở các cái cơ quan này, rồi nó sẽ đào thải qua nước bọt, rồi đó từ nước bọt nó lây tiếp hoặc là nó lại xâm nhập lại vào máu rồi nó gây thương vào cái tuyến khác và bỏng bên. Thì nó sơ tuyến nước bọt thì là viêm mô nhẹ, cái mô thành thì nó là tổn thương ở tủy, thì viêm hoại tử là hệ thống nội và ngoại tiết của tủy. Về tinh hoàn thì nó tổn thương mô kẽ và biểu mô tủy, thì nó sẽ dẫn đến cái hoại tử cho cái bào biểu mô của tinh hoàn, và sau đó cái tủy của nó bị teo lại, nó tắc, nên là sau này thường nó gây cái hiệu năng sinh dục của tinh trùng, nên là hay gây vô sinh. Về thần kinh trung ương thì cái màng não sẽ bị viêm thâm nhiễm xuất tiết và phù nề xuất huyết. Cái biến chứng là não. Về lâm sàng thì mình có nhiều cái các phân loại, là phân loại theo triệu chứng thì mình sẽ có thể điển hình bệnh thể ẩm, hoặc là phân loại theo mức độ là nhẹ vừa nặng, hoặc là phân loại theo vị trí tổn thương là viêm ở trên nước bọt, hoặc là các viêm những cái nơi khác mà khác với nước bọt, thì cái này mình sử dụng thôi. Rồi một cái lâm sàng theo điển hình mức độ vừa đó là cái thể mà viêm dưới mang tai là thường gặp khoảng 70%. Rồi nó sẽ bao gồm bốn cái thời kỳ như là các bệnh khác, là thời kỳ ủ bệnh là khoảng 18 đến 21 ngày mà nó không có triệu chứng gì hết, rồi thời kỳ hồi phát nó nhanh, nó khoảng 1-2 ngày thôi là bắt đầu là một cái sốt khoảng 38 đến 39 độ, đau đầu rồi đau mỏi toàn thân, ăn ngủ kém, mệt mỏi, đau lắm hàm, và nhất là cái tuyến mang tai đau và sưng nhẹ. Đây cái mang tai này, đây đó là ba cái mang tai này. Rồi tiếp tục là tới thời kỳ quan trọng nhất là thời kỳ bàng phát, thì nó sẽ xuất hiện cái viêm mang tai một bên. Cái đặc điểm của cái bệnh này là khi mà nó viêm cái viêm mang tai nó sẽ bắt đầu một bên trước, sau đó nó sẽ lây vô bên kia, và thường nó sẽ thế nào là từ hai bên nó sẽ có một bên trước, và đến cái lúc mà hai bên nó đều bị thì nó không có đều nhau, là nó sẽ có một bên to một nhỏ. Rồi cái chỗ mà viêm thì nó sưng lên, nó căng bóng nhưng mà nó không có đau, xong rồi mình ấn nó không có lỏng và mình sờ thì nó nóng nhưng mà nó đau, thì nó có thể kèm sốt và đau đầu, đau bụng, khó nói, rồi cái nước bọt của nó thì nó sẽ trở nên, tại vì cái nước bọt nó bị viêm rồi và cái nước bọt nó ít rồi xong nó quanh lại nó cứ dịch. Thời kỳ hồi phục thì tự khỏi trong vòng 10 ngày và thường hết sốt sau 3 đến 4 ngày. Cái tuyến này nó hết sưng trong vòng 8 đến 10 ngày và cái hạch nó sẽ kéo dài hơn cái tủy một chút, là cái tủy mình hết sưng rồi sau đó thì cái hạch nó mới hết sưng sau thôi. Thời kỳ lành phát rồi này nó được phút này thì tại vì cái sưng cái tủy mang tai của mình nhiều nên là nhìn chỉ kiểu là mình bị bí nhẹ, nhìn kiểu tự nhiên mình có nằm một bên xong rồi có nằm hai bên thì cảm mình sợ cho cái cổ mà nó bật ra. Rồi có một số triệu chứng khác như là đau hàm khi há miệng và khi nhai nuốt, và cái họng mình cũng có thể viêm đỏ. Đây là ba cái điểm đau relax khi mà và thanh thanh hơn đó. Đây là điểm thái dương hàm, mình có thái dương hàm, đây là cái mọc trứng, dưới đây là cái góc xương hàm dưới, và ba cái điểm này là để mình khám. Khám thì nó sẽ xuất hiện đau khi mà cái giai đoạn khởi phát. Cái chỗ này gần nhau. Rồi, ngoài cái tổn thương điển hình là tổn thương ở tuyến nước bọt, thì mình có cái tổn thương ngoài cái nước bọt là ví dụ như là viêm cái tuyến nước bọt dưới lưỡi dưới hàm, và là cái viêm tuyến nước bọt dưới lưỡi dưới hàm thì nó sẽ kèm với viêm tuyến mang tai. Viêm tuyến dưới hàm và viêm dưới lưỡi thì khi mà mình xét nghiệm thì nó sẽ có amila máu và nước tiểu nó hơi tăng. Ngoài ra có viêm tinh hoàn màu tinh thì khoảng 20-35% người khi quay bệnh thì sẽ bị cái này, và có thể diễn biến đến vô sinh nếu mà bị đeo cả hai tinh hoàn hoặc là ở người có một tinh hoàn và bị thì khả năng rất là cao. Và lâm sàng thì cái triệu chứng báo hiệu đó là đi lại khó chịu và mình ớn lạnh, đau đầu, nôn
lạnh run, sốt cao khoảng 39-41 độ, và cái nhất là cái tinh hoàn mình đau, sau khi mình đi lại thì nó đau tăng, rồi cái tinh hoàn nó sẽ to gấp 2-3 lần bình thường. Thường là nhiều thì tùy của người á. Khi mình khám á, thì mình sẽ sờ để mình thấy cái tinh hoàn nó chắc, cái da biểu nó căng và đỏ, chưa tìm được món ăn viêm. Có thể là nó nặng thì nó sẽ viêm thường tinh, hoặc là viêm còn tinh, hoặc là chảy thì tinh hoàn. Rồi sáng chị thấy chưa nhỉ? Thấy có mà nó đau thì nó kéo dài khoảng 3-4 ngày, sau đó thì nó lui dần và nó giảm sốt. Không hòa gì. Đây là một số cái biến chứng. Các bạn cần nhìn sơ đi. Rồi ở nhất là phụ nữ có thai thì nếu nhiễm bệnh trong 3 tháng đầu thì có khả năng là bị thai và sẽ thai. Còn nếu mắc bệnh trong 3 tháng cuối thì cái khả năng thai sẽ tiết lưu hoặc sẵn lo. Rồi tầm lâm sàng, thì tầm lâm sàng máu thường là bình thường hoặc là cầu nhiễm nhẹ. Tốc độ lan máu thì thường tăng khi mà có viêm tụy hoặc là viêm tinh hoàn. Còn amylase máu thì nó tăng khi mà có viêm tụy hoặc là viêm tinh hoàn. Viêm ba viêm tăng phân lập viêm luôn. Mấy cái này cũng giống như là sởi hoặc là một số nhiễm khác hẹn. Luộc an toàn nhất. Phân lập, quay tụy. Luộc ăn cái nước nó cắn thôi. Rồi chúng ta xác định thì những cái bệnh này thì mình đều dùng có hơi có lý lửa lâm sàng và lâm sàng dịch tễ mình nói rồi lâm sàng mình cũng nói rồi lâm sàng mình cũng nói rồi luôn lâm sàng mình cũng nói rồi luôn lâm sàng mình cũng nói rồi luôn dạ. Mình cần chẩn đoán phân biệt giữa bệnh quay tụy với một số bệnh khác thì sẽ có một số bệnh là nó chỉ viêm cái tuyến mang tai một bên thôi, như là viêm một cái tuyến mang tai, hoặc là sỏi cái tuyến mang tai, hoặc là viêm hàm dưới, hoặc là có một số nguyên nhân hiếm gặp hơn như là kháng thuốc hoặc là rối loạn tiêu hóa. Điều trị vẫn là không có thuốc đặc trị, và chủ yếu là điều trị triệu chứng, thì chủ yếu là tăng cường dinh dưỡng nè, rồi hạ sốt, giảm đau, với lại kèm với đó là mình có vệ sinh bằng nước súc miệng ha. Rồi, nhất là cái triệu chứng viêm tinh hoàn thì cái triệu chứng này rất là khó chịu, nên là mình giảm đau bằng các viêm corticoid liều cao đầu, là mình nếu nhẹ nhẹ thì mình dùng đá paracetamol thôi. Rồi nhất là mình lúc đó mình bị sưng đau rồi, sau đó mình bị phình nữa, mình phải giới hạn hoạt động luôn. Với lại mình không được thả rong, mình nên mặc cái quần lót để cho nó đỡ lúc đó tắt đỡ đau thôi. Rồi bên đó là những cái điều gì khác từ bên tôi mà não thôi. Dự phòng thì mình có thể mình phải cách ly cái bệnh này từ 10-21 ngày, đặc biệt là với cái trẻ tầm tuổi này nó bị bệnh rồi nó lây cho người lớn, nên là mình cứ cách ly nó. Rồi nếu mà ai có tiếp xúc với bệnh nhân thì mình cũng phải đeo khẩu trang. Rồi hai cái này thì giống kia là mình điều trị thụ động bằng globulin với lại xin phẩm chống hạ bệnh chạy xuống cơn hoài. Đây là cái tình dục là cái này xin tập viên em em ha. Cái cơn hoài ấy thì phải có cái cụ thể. Đây là cái cụ thể mà cái con vi nó có thể ăn được. Cái vaccine này thì có, hay là cũng có cơn hoài. Không cần quan tâm nó, nhưng mà thường thì nó sẽ có một số người là bị dị ứng albumin trứng gà, thì cái tỷ lệ mà phản ứng phụ với vaccine rất là cao. Nếu mà mình muốn tiêm vaccine EMA thì có một số nhóm chỉ định hoặc là xem xét bằng tiêm, như là suy giảm miễn dịch, tận thân, rồi ở đây chỉ còn sẽ chịu ung thư hoặc là thai phụ thì không được tiêm cái vaccine quay tụy này. Với lại phụ nữ mà đã tiêm rồi thì cần thai với thời gian chúng ta làm cách này thì cần. Còn khi học quốc trì thì quay tụy theo học quốc trì gọi là chứng chưa đầu phì, đá tai hay là hào miệt hôn môn. Thế đây là cái phần cơ chế sinh bệnh của quay tụy. Nhiệt đầu không nhiệt, đầu không dịch sẽ theo đường mũi miệng đi vào tế vệ. Sau đó sẽ xâm nhập vào kinh khí dương đỡ như minh vị. Sau đó sẽ đến cái vùng dưới tai và dưới hàm. Lâm sàng thì gồm có bệnh đẳng nhẹ và bệnh đẳng nặng. Và bệnh đẳng nhẹ thì gồm có là không có sốt hoặc là sốt nhẹ, sưng đau vùng tai, vùng má,
cùng dưới, cùng dưới hàm đau, bao gồm đưa lưỡi cắn xuống mặt cùng. Sau vài ngày thì mình sẽ tự khỏi. Còn về bệnh cảnh nặng thì gồm có sốt cao, có há miệng, khó nuốt, đau đầu, má sưng to, cứng ấn đau, khát nhiều, chữ vàng, rêu vàng, mặt cùng sáng. Thời gian khỏi bệnh sẽ kéo dài trên 10 ngày. Bác sĩ chung là phân công nên để đầu tiêu viêm. Có cái thuốc dùng ngoài như là hạt gấp ngoài với giấm 3 đến 4 lần một ngày. Đó là mình sẽ theo dõi xương tại chỗ. Bài thuốc thì mình sẽ dùng bài xài ngô các căn khe. Bài này còn có các vị như là thanh nhiệt giải độc là chính, còn có như là xài ngô các căn, thiên ma, thiên kiều của bàn sử, bàn đồng, bàn cao. Còn các vị có chế độ sinh tâm là thiên hoa cốn. Các căn thì dùng để phong phế, còn cam thảo là điều nằm các vị thuốc. Có cái bài thuốc này nhưng mà không có tên, mà có các vị thanh nhiệt giải độc như là Liên Kiều, Bộ Công An, Liên Văn Qua, Liên Bàn Tử, Hạ Cô Thảo, Sàng Hồ, Đồng. Về phần con thuốc thì có tâm phú sẽ tham tả các vị tại chỗ hoặc là các vị ở chi theo đường tổng nhà của tinh mạch. Cốc giáp xa, biển phố, đến phong, dương khê, hạ quan. Hạ số thì mình tâm thêm cái người phúc trì, đại truyền. Ý là nó hỏi có sợ cái biến chứng này không? À, nữ có sợ chứng chưa chứng? Mấy bạn nữ có sợ biến chứng viêm tinh hoàn cho mấy bạn nam không? Viêm tinh hoàn thì có dẫn đến vô sinh để mấy bạn nói mà. Em đâu có gặp nhiều đâu. Nhưng mà cũng ngoài như vậy ra nghe. Ừ, ít lắm. Ngoài nữ là có nguy cơ vô sinh đúng không? Chứ nó ngoài nữ là nó là nguy cơ vô sinh đó. Nhưng mà nó đúng không? Tỷ lệ đó thấp. Tỷ lệ rất là thấp. Tỷ lệ mình dẫn đến biến chứng. Đúng rồi. Tỷ lệ rất là thấp, chỉ chiếm có dưới 1% đúng không? Mà khi mà nó viêm tinh hoàn mà nó phải có biểu hiện. Chạy cũng làm thấy cũng là cái tố không biết là gì đó. Chạy quá. Tại vì mình nước chỉ thừa đầy đủ. Có gì là chẳng cái chết. Chứ không phải nó viêm tinh hoàn, không có tay tinh hoàn, không có sinh mà đen, không phải tay hoàn toàn. Cho nên nó là cái tỷ lệ mà viêm gan biến chứng vô sinh rất hiếm gặp nha, chứ không phải mình nói như bây giờ mỗi ngày ra ngoài đường những cái người bình thường chúng ta đọc bài cho không nghiên cứu chuyển bài này á, không gì cũng được này, cái đó là đang là bị quan trọng là sợ nguy cơ vô sinh á, đúng chưa? Cô kêu kìa. Rồi, 20%. Hả? 20%. Trong gì? Qua đẩy lớp nam chưa được 10. 20%. Ghê chưa?